Trương và Thông Trần đây quý vị, trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc của chúng tôi. Hôm nay Trúc Trương và Thông Trần sẽ đi review cuối tuần một căn nhà tại thành phố Phàm Valley quý vị, một cái listing mới quý vị của một cái người bạn đồng nghiệp quý vị nha. Thì cái listing này với giá bán là 1.699.800, nhà rộng khoảng 2.200 square feet, cái lot size khoảng 7.200 square feet, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm quý vị, xây năm 1965 quý vị. Nhà 2 tầng đã hoàn toàn upgrade mới lắm quý vị ơi, vô bên trong là Trúc Trương mê rồi đó, rồi đi ra đằng trước bắt đầu là record để đi vô trong cho quý vị thấy ha. Thì nay cái căn nhà này ngay cái khu neighborhood trên góc đường Magnolia và đường Hayo quý vị, gần Freeway 405 quý vị nha. Phía trước đây là một cái Kagara 2 chỗ đậu xe, cái chai quê cũng vậy, được thêm 2 chỗ đậu xe và ở dưới đường nữa quý vị thấy không. Hôm nay họ có open house này, rồi ngày mai lại có thêm cái open house nữa cô cho cuối tuần. Thì ở đây họ đã làm sạch sẽ hết rồi, cái khu rất là yên tĩnh luôn. Cái khu này Việt Nam mình ưa chuộng lắm, tại gần chợ Việt Nam, gần nhà thờ, gần chùa chiền, thậm chí là gần My Square Park, trường học rất là tốt luôn, trường 9/10 đó quý vị ha. Cái khu một buổi chiều nhưng mà nắng vẫn còn ấm áp, gió se se mát, rất là dễ thương. Phía trước landscape dễ lắm quý vị, chỉ là những cái bãi cỏ, điểm vài hàng hoa hồng ha, rất là dễ thích khe, không có gì mà mình gọi là mình mất thời gian, chỉ là lo cắt cỏ thôi ha. Rồi ngay chỗ này, cái đường, cái lối đi vô đây họ đã lót gạch, những viên gạch đỏ. Và đặc biệt căn nhà này nè, họ có cái cổng rào, coi như mình có cái sân, cái phân do đó, cái sân đằng trước đó, họ có cái cổng rào bằng sắt rất là chắc chắn đó. Ở đây cái tường xung quanh phía sân trước không, họ làm tường hết rồi, phía sân trước họ lập tường hết ở đây rồi. Ở đây thì cái bãi cỏ thôi nè, không, cái bãi cỏ nè ha. Rồi thậm chí ngay chỗ cái block qua phía sân trước á, họ trồng nguyên một dàn cây dâm bục. À, cây dâm bục đây, cái bông này nè, giống như bên Hawaii rồi ha, hay hoặc bên Việt Nam mình hay trồng những cây bông bụp đây nè, đó dàn cây. Rồi ở đây là những cái dàn hoa lily xung quanh đây ở cái sân trước này quý vị thấy. Nếu như mình không thích á, thật sự ra cái sân trước này nếu mình tráng xi măng luôn, mình không thích cái sân cỏ, chỉ để ven tường á, để trồng hoa thôi ha, cho điểm cho đẹp. Còn cái bãi cỏ này không thích trồng cây cỏ nữa, thì mình làm cái dạng mà mình tráng concrete hết đi, mình tráng xi măng hết nha, mình tráng xi măng để mình làm một cái outdoor furniture ở ngoài đây ha. Buổi sáng mình ngồi uống trà đó quý vị, ngắm nghe chim hót, ngắm mặt trời mọc đúng không, buổi sáng ở đây. Hay hoặc là buổi sáng mình ra mình đọc sách ở đây không, có cái dù mái che rồi cái outdoor furniture ngồi đây rất là lý tưởng, an toàn, safety. Hay hoặc có con nít nó ra đây nó chơi cũng không sao, mình có cổng rồi nha. Thì bây giờ cùng Trúc Trương và Thông Trần đi vào bên trong để mình khám phá căn nhà. Đây là một cái single door, nhưng cái cửa này, cái cửa sắt nó rất là nặng quý vị nha, rất là tốt luôn. Đây, cái cửa sắt rất là nặng đây. Tell me why you wanna be.
vừa bước vô bên trong cái nhà thấy một cái tông chủ đạo của căn nhà này là cái màu vàng ngà ngà với màu trắng quý vị ha. Cái sàn thì thấy là cái dạng vinyl rồi ha, giống như một cái màu gỗ tự nhiên vậy đó ha, nhưng mà nó là vinyl chứ không phải là gỗ hay là laminate ha quý vị. Thì ngay đây là một cái kiến trúc, cái design của căn nhà này là họ mở ra cái không gian mở open floor plan vô mình thấy hết, giường phòng ăn, nhà bếp, phòng khách gì là mình thấy hết, là tại vì họ open ra. Thì nguyên một cái diện tích hình chữ nhật ngay trước mặt mình đây đó, đó là nguyên một cái diện tích của cái phòng living room nha. Cái living room ở đây đó, thấy không, họ để nguyên bộ cái bộ sectional rất là lớn, 1, 2, 4 cái ghế ngồi, 6 ghế, 4 ghế, 5 ghế đó nha. Nguyên cái bộ sectional ở đây rất là lớn ở đây luôn nha, thấy không. Reset light có hết, làm nhà họ đã làm sơn màu trắng hết, tất cả đều đã làm upgrade từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, và chú Trương thấy ceiling dựng láng o rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái island này nè, quý vị thấy không, quá tuyệt vời luôn, giống như là những cái căn nhà mà new build bây giờ đó quý vị, new construction á, không, những cái bếp bây giờ, những cái nhà mới bây giờ họ xây nguyên một cái island to như thế này nè, để 4 cái ghế gia đình, như gia đình chúc chung 4 người thôi đủ ngồi ở đây ăn luôn ha. Mà trong cái island này có thêm những cái tủ ở bên mặt này nè đó, cái bàn này nó, cái mặt đá này nó lớn vậy, mình cũng chẳng dụng gì phía chính giữa đây hết á, tại nó xa quá phải không. Cái diện tích nè nó lớn lắm luôn á ha. Cái đây này nè quý vị thấy nè, giờ nó lớn vậy cái khúc chính giữa này chưa chắc mình để cái gì ở đây, tại nhớ không tới nữa, mình chỉ dùng ven những cái cạnh này thôi đúng không, này như dán ví dụ mình để đồ ăn đó đâu được đúng không, nhưng mà nó lớn mình tha hồ mà mình để đồ á, ông tiệc tùng để đồ ăn tha hồ mà nhướng vô lấy. Này cái màn quê ở đây nè, đó mấy cái cabinet, cái màu này á, cái cabinet này, cái màu này một giống như một cái màu gỗ mà kiểu mà gỗ tự nhiên luôn ha, cái màu á thấy không, cái màu ngà ngà vậy thôi đó. Tủ đồ quá trời, đèn để xuống chóp xuống đúng không, rất là nên thơ luôn. Rồi họ decorate một cái chùm hoa, một cái bình hoa gọi là cái này magnolia phải, cái bông này magnolia đó, một cái cỏ đồi, cỏ nhân tạo đẹp ghê luôn ha. Thì bây giờ đi qua bên cái hướng bên đây cái mặt đá thì khỏi nói rồi, nó màu trắng trắng thì nó cũng gân vàng vàng, giống như kết hợp giống như cái những cái cabinet, thì là một cái single sink ở đây, nhưng mà họ dùng vẫn là bằng sành sứ, không phải stainless steel, tại họ muốn dùng sành sứ để nó mát với cái mặt đá này. Nhưng mà có cái bay window ở đây ha, mình nhìn ra cái phía bên hông của cái nhà, nơi này mình trang trí ha, họ để sẵn là trang trí đổ ở đây. Chứ có nhiều nhà nhớ trang trí cho đẹp nha quý vị, đừng có nhiều gia đình giúp chúng thấy để nồi niêu xoong chảo gì trên đây nó hơi mất thẩm mỹ, mặc dù mình biết để đó là cũng được, nhưng mà để trang trí cho nó đẹp đi ha, một dĩa trái cây đúng không, một rổ trái cây hay cái gì đó cho đẹp, hay hoặc là một hũ chanh muối đó cũng trang trí, nhưng mà phơi nắng không, cái đó là cũng đẹp trái cây ha. Bên đây thêm tủ, đây là máy rửa chén đây ha, đây bếp mới, 5 bếp ga, 5 lò, 2 cái lớn, 2 cái vừa vừa, 1 cái nhỏ, mới tanh, còn guarantee, còn nhãn hiệu quá trời. Cái máy hút ở đây ha, đây tủ nè, nó mở ra thử vẫn còn rít lắm, mới tanh, tủ lạnh mới luôn nè, tủ lạnh wow mới luôn đó, wow đó mới đây. Rồi thêm tủ, wow thêm tủ thấy không, coi như là cái bếp này quá rộng luôn, mở ra bếp rộng, đây thì vẫn còn đường đi ra đi vô chỗ này đúng không nè ha. Cái phòng ăn ở bên đây giờ mình nãy giờ cái bếp nó đã quá, chút chung cứ nói hoài với cái bếp ở đây, có cái phòng ăn ngay chỗ này ha, phòng ăn chỗ này thấy đẹp không nè. Ăn đây để chút Cương tìm cái đèn, chút Cương mở lên coi nè, cái đèn này phía ngoài, đây là cái phòng ăn có 6 ghế
nha, 6 ghế ở chỗ này ha. Đây là cỗ máy xay à, chút chưa không tìm được cái công tắc này. Ngay chỗ này phòng ăn rất là dễ thương à, có 6 ghế, 8 ghế gì cũng được. Thật ra cái chỗ này nó rất là rộng. Còn cái bộ sectional này nè, nếu quý vị muốn mua bộ nhỏ hơn cho nó gọn hơn là tùy quý vị thôi. Cái này là cái cách người ta decorate cho đẹp không? Ngay chỗ cái phòng khách này đó. Thì bây giờ á, ngay cái phòng khách này đi dài ra như chú Trương nói, nguyên một cái diện tích dài ở chỗ này nè à, cái phòng khách á, phòng cái living room á, ngay đây chú Trương thấy có cái giếng trời đó, cái skyline á quý vị. Cái giếng trời ngay chỗ ở đây, ngay góc này à. Nhà này có máy lạnh mới rồi, mát mẻ luôn đó. Chỗ này giống như mà họ trang trí giống như một cái quầy rượu. Nếu như quý vị muốn để thêm một vài cái ba rượu ở đây cũng được, để ở đây tại nó trống quá nè, làm thêm cái ba rượu cũng được. Thì ngay chỗ này, tại sẵn ngay chỗ cái living room, chú Trương thấy có một cái phòng, cái lối đi vô cái phòng này nhé. Cái phòng này đây, đây phòng rộng lắm quý vị, một cái master suite ở đây chắc. Ngày này 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm lần đúng không đó. Nguyên một cái diện tích cái king size đây, để tivi gì cũng được, hay hoặc là cái bàn trang điểm, bàn học, bàn làm việc gì cũng được ở đây, tại vì diện tích nó lớn quá đi. Có sliding door đi ra cái sân sau ha. Đó, bây giờ ngay cái góc bên đây chú Trương thấy nó có nhiều cửa lắm nè. Giờ mình đi trước từng phòng trong của cái master này đi ha. Thì chú Trương thấy có cái phòng tắm không, một cái buffer bathroom ở trong đây, phòng tắm đứng rất là rộng luôn không. Cái shower ở trong đây nè, cái gạch này nó cũng là đặc biệt không? Cái gạch này nó gân gân nè quý vị, dưới đây là cái gạch nhỏ nhỏ ha. Cái gạch này nó gần gần nè, có gần gần hình thôi, cái màu rất là sạch luôn nè, rất là sạch sẽ, có cửa sổ thoáng nè. Đây có nguyên cái vòi sen lớn, vòi sen nhỏ, nhưng mà cái phòng tắm này rất là rộng rãi. Mấy người lớn á, tắm rửa ở đây rất là tiện, đi bước ra bước vô rất là ok tại rộng rãi nha. Cái gạch này sạch ha, cái viên gạch mà màu xám tro đó, rồi double sink ở đây. Cái này cũng màu xám xám. Cái tủ thì giống như cái máy cabinet ở ngoài kitchen đó. Có hai cái kiến lớn nè, reset light đủ thứ ở đây, mới toàn hoàn toàn rồi. Đây là cái phòng master bathroom. Ở bên đây là một cái walking closet quý vị, walking closet họ làm kệ tủ hết rồi. Rất là lý tưởng ha. Rồi rời khỏi cái walking closet ở đây vẫn còn chỗ nữa quý vị. Họ vận dụng hết tất cả các space, những góc gắt của căn nhà còn lại là họ làm hết ở đây, làm cái một cái office rất là private, yên tĩnh ở đây luôn. Đúng không? Đó, làm một cái office làm việc ở đây nè. Quá lý tưởng. Có cái cửa, ở đây có cửa sổ rồi nhưng mà vẫn có cái cửa đi ra sân sau nè. Hả? Cái cửa này cũng đi sân sau. Còn không mình mở cái này ra, có cái screen door ở ngoài đây, gió vô thổi vô cũng mát luôn. Đó, đây cửa sổ. Thấy không? Cái kia là cái sliding door chính để đi ra sân luôn. Đó, hai cái có hai lối ra. Thì bây giờ cùng chú Trương đi ra ngoài để tìm hiểu thêm nha. Đây, giờ mình trở lại cái phòng khách. Thì bây giờ mình đi khám phá. Cái đây là cái hallway đi vô tất cả các phòng ngủ còn lại nè ha. Giờ mình khám phá tiếp tục. Cái tiên là một cái full bathroom ở đây nữa à, một cái full bathroom. Ở đây thì nó có cái bathtub nè, chú Trương thấy nè. Có bathtub thấp thấp thôi cho dễ sử dụng. Thì ở bên đây á,
Đặc điểm là cái loại gạch khác, thấy không? Cái loại gạch này nó khác nè, nó trơn trơn nhưng vẫn có những cái màu gân gân nha. Đó, đó là một cái bồn tắm. Rồi có cái toilet với cái sink nó nằm chung một dãy với nhau nha, đúng không? Thì sau cái cánh cửa này nè, cái chỗ dư của cái bồn tắm đó, có thêm những cái cell, những cái kệ nè ha. Mình để thêm khăn khiếp hay đồ dùng gì sử dụng cũng được. Ở phía tầng dưới là mình để cái rổ đồ dơ, không? Đó. Để rổ đồ dơ để mình bỏ đồ rồi vô mình đi giặt sau, đúng không? Rất là tiện lợi, nói chung là cái gì còn trống là họ sử dụng được hết á, họ không có phí đâu nha quý vị. Mình về mình đi coi cùng Trúc Trương Thông Trần, mình đi review nhà riết quý vị, mốt không quý vị giỏi design luôn. Về thấy nhà mình chỗ trống nào mình khui ra mình làm tủ làm kệ hết quý vị ha, vận dụng để cho mấy ông bán vật liệu xây dựng có chớp để bán, có vật liệu để bán ha. Rồi những cái người mà làm á, người ta có công việc như ở đây là cái header này quý vị nha, một cái header ở đây, một cái phòng này nó rộng lắm nè, cái header lớn lắm luôn nha. Rồi kế bên cái bathroom đó chúng thấy một có một cái phòng, đi vô phòng này trước nè ha. Đó. Đây cái phòng này cũng khá rộng rãi ha, không nãy giờ là cái phòng thứ hai rồi đó, không cái phòng ngủ thứ hai, nãy phòng ngủ thứ nhất nó khá rộng. Đây có tủ đồ ở đây, thì thực ra mấy cái phòng ở trong cái căn nhà này quý vị, cửa sổ nó nhiều quá, sáng rực luôn á, đây đâu cần mở đèn đâu, giúp chung đấy nắng chói chang vô cái mặt luôn, mai là buổi chiều á, đúng không? Đây là có thể là cái hướng tây ha, buổi chiều mà mặt trời chiếu nó cũng không tây lắm, hướng tây đúng rồi. Rồi ngay đây thì Trúc Trương thấy cái này cũng là một cái master nhỏ hơn mấy cái kia, thì nó có một cái phòng tắm rất là vừa vặn luôn. Đó, một cái master bathroom. Đó, cái đặc điểm đây nè. Đặc điểm ở đây, mỗi cái phòng tắm của cái căn nhà này á, Trúc Trương thấy nó khá interesting là biết làm sao. Mỗi cái phòng tắm họ dùng cái loại gạch khác nhau. Trúc Trương thấy thích nhất cái loại gạch này. Ông nãy bên kia là cái màu gân gân khác, bên đây gân gân khác, ở này giống như giận sóng giống như mình đang đi tắm biển á. Mình đang tắm biển nha. Ông cái gợn gợn này nhìn nó sang nè, đó. Nó sang quá trời luôn. Mà đặc điểm nè, đó. Cái cửa cũng kéo giống vậy luôn ha. Có cái là cái gạch đó làm Trúc Trương thấy cái phòng tắm này nó sang trọng hơn nè. Cái màu nó cũng dễ thương, nó không có trắng quá, nó hơi ngà ngà thôi ha. Đây có một cái sink thôi, đó là cái phòng master bathroom thứ hai, đúng không? Đó, rất đẹp, nó sàn là toàn vinyl không. Rồi ở đó là hồi nãy mình đi cái bathroom, cái phòng ngủ thứ hai. Ở đây cuối đường của cái hallway này có thêm tủ đồ, đó tủ đồ nhiều lắm luôn. Ở đây là đi lên cái audit nè, người ta mở cửa ra để người ta đi lên cái audit, có nắp đậy lại đàng hoàng quý vị. Rồi bây giờ mình vô cái phòng thứ ba, không phòng thứ ba ở tầng dưới, tại nhà này hai tầng nữa. Cái phòng thứ ba này gọn xinh, không cửa sổ nó cao lên, đó, rất là gọn gàng. Có tủ đồ rồi ha, có cái tủ đồ ở bên đây, nhưng mà họ vẫn build in thêm những cái kệ ở đây nữa, những cái closet ở đây nữa nè, tha hồ để đồ nha. Cái phòng này tha hồ để đồ nè, đó không, nhỏ gọn xinh nhưng mà có nhiều tủ quá luôn, thấy không? Ở cái cánh cửa, cái phòng, mấy cái phòng ngủ ở đây, cái cánh cửa lớn vì có nhiều nhà cái cánh cửa chút xíu nè. Đó, cái này cái size lớn nè, Trúc Trương thấy size lớn nha. Cái này size lớn. Thì bây giờ á, quý vị cùng Trúc Trương và Thông Trần đi tiếp tục nha, đi tiếp tục. Đi tiếp tục ở đây. Từ cái những cái phòng ngủ á, bây giờ mình đi qua cái hướng này nè. Trúc thấy còn có đi lên lầu để có thêm một cái phòng ngủ thứ tư nha quý vị.
vừa bước vô lên cái tầng thứ hai thì ở trên tầng cái nhà này cái giống như là cái floor plan này đi lên đây chỉ có một cái phòng thôi quý vị, là có một cái phòng master rất là rộng luôn, rộng nhất trong cái phòng thứ tư nè. Cái master này khá rộng rãi, để king size rồi để tủ kệ, để gì vẫn còn nhiều chỗ lắm luôn, để thêm bàn học và chỗ làm việc gì cũng được, rất là rộng rãi trong cái này. Cái cửa sổ lớn lắm ha. Đây, rồi bây giờ ở trong đây có working closet, trời ơi quá rộng luôn. Working closet với lại cái bathroom nằm hẳn ở trong đây luôn, chung với nhà. Working closet có built-in mấy cái kệ luôn rồi. Đây ha, built-in mấy cái kệ ở đây hết luôn rồi đó nha. Đại không, rộng rãi ha. Rồi trong đây là full bathroom nè. Đó, có cũng double sink đó quý vị. Cái toilet nằm riêng biệt ở đó, rất là private luôn nha. Rất là private. Ở đây là cái phòng tắm đứng nè ha. Phòng tắm đứng ở đây. Phòng tắm đứng. Đó, cái cửa thì mình kéo xuống đây nè. Đó, thấy không? Tại vì mình mở máy lạnh cho quý vị thấy là cái nhà này người ta có AC đàng hoàng đó. Ở đây, ở bên đây thì cái gạch này nó giống như cái gạch của cái phòng tắm ở phía dưới lầu á. Cái phòng tắm thứ nhất á, cái màu gạch chút nhớ nó. Cái phòng tắm thứ hai chứ, nó gần gần như vậy ha. Ok. Thấy dễ thương không? Có dọn vô ở ngay mình không làm gì hết. Và đặc điểm là chú thấy đi hết 4 cái phòng ngủ rồi quý vị. À, chỉ có một điều là quý vị vô là quý vị làm màn thôi, hiểu không? Làm màn cửa, cửa sổ, làm màn thôi chứ không cần làm gì nữa hết á. Là sắm furniture vô thôi là xong, mình vô mình ở thôi nha quý vị nha. Thì bây giờ cùng Trúc Trương và Thông Trần đi xuống xem sân sau như thế nào nha. Phải vừa bước xuống cái tầng thứ hai á thì giống chuyên thấy ngay chân cầu thang á có cái gara ở đây nè quý vị nha. Mình ngay chỗ này mình đi xuống gara trước đi, trước khi là mình đi ra cái sân sau nha. Đây, cái gara hai chỗ đậu xe đây. Đó, có hai chỗ đậu xe ở đây. Đây ha, có máy giặt máy sấy ở đây, có cái sink để mình có water heater giặt tay á, thấy không? Có cái cửa hông để đi ra cái sân sau bên hông luôn đó. Cái garage rất là gọn gàng sạch sẽ rồi, tại người ta sẽ clean up trước khi người ta giao nhà cho mình thì mình thấy nó sẽ rộng rãi hơn nha. Bây giờ mình đi xuống sân sau nha. Bây giờ Trúc Trương và Thông Trần vừa xuống tầng dưới rồi đi qua cái sliding door ngay chỗ cái phòng ăn đó quý vị. Bây giờ mình đi ra phía ngoài cái sân sau nè. Họ tráng cần ri, họ làm cái patio hết rồi, cái open ra, open patio. Ví dụ mình sắm sửa thêm cái outdoor furniture ngay chỗ này để làm tiệc tùng hay hoặc là làm built-in một cái barbecue ngoài trời đó quý vị. Ha, để mình sinh hoạt gia đình. Hay bếp nút gì nhiều khi mình không thích nấu, một cái bếp kia mới đẹp quá không dám nấu, ra đây mình nấu không sao. Thì xung quanh ở đây có tường block wall rất là sạch đẹp ha. Họ tráng cần ri ở đây hết rồi. Ở dưới đây thì không có cỏ. Có một cái đặc điểm là cái mini court này quý vị, mini court nè. Họ làm thành một cái giống như một cái đồi cỏ đánh golf ha, chơi sinh hoạt chơi. Xung quanh tường đây họ trồng những cái cây hoa để điểm cho nó đẹp, cái sân vườn nó mát mẻ đúng không? Tại bây giờ mình tráng cần ri hết rồi, cỏ cũng cỏ giả cho cái sân golf thì bây giờ mình phải trồng cây bóng mát ha, bóng mát cho nó thoải mái ha. Cỏ này họ lót sỏi đồ ha, họ những cái đường đi đây á thấy không, họ đã tráng hết rồi, nhìn nó rất là đẹp thấy không, đây rất là đẹp luôn. Hồi xưa nó họ có cái fountain ở đây nè, thấy không? Fountain nước chảy ở đây, nó làm nó đẹp, nếu mình thích mình về mình tiếp tục. Đó, còn không thì tùy mỗi người building thêm cái gì đó thì dẹp cái này thì nó rộng ra cái sân thêm. Còn nếu mình thích phong thủy, tùy nếu người mà
mà họ hạp với những cái fountain, những cái thác nước á, ha, thì họ tiếp tục họ sử dụng, họ nuôi cá kiển, cá coi, cá rồng, cá ong gì tùm lum hết ha, đầy đủ ở trong đây. Hồi xưa nó là một cái chỗ để Trúc Chương nghĩ là hồi xưa nó là cái hồ bơi, cái bơm nước á, thì giờ họ lại không dùng hồ bơi, họ build thành một cái ha, cái sân góp nhỏ nhỏ ở đây, thấy không? Rồi ở bên hông đây nè, có cái cổng sắt, cổng rào rồi mình đi ra ngoài đó, có mấy lạnh ở đây thì Trúc Chương thấy đi tới đây thôi, ở ngoài kia thì nó có cái storage nó chặn rồi, ha, cái máy lạnh ở đây rồi mình đi ra thẳng ngoài kia luôn, có cái cổng, thêm cái cổng nữa, ha, có cái cổng nữa. Đó, giờ mình đi thử bên hông bên kia coi sao nha. Cái máy lạnh lớn mới nha, đi bên hông thử bên hông kia. Mình coi như thế này. Đây. Cái này là cái cửa phòng master hồi nãy Trúc Chương nói đi ra ngoài sân sau được đó. Nha. Trong ngoài mới hết rồi, không còn mối mai gì phía ngoài hết ha. Đó, thấy ở ngoài đây người ta thay gỗ thay mối hết rồi, sơn trắng mới đẹp hết rồi ha. Đây bên đây, bên hông đây cũng còn nè, còn đường đi. Bên đây là mình đẩy thùng rác ra ngoài nè. Đây, đồng hồ nước, có hàng cây ở đây nè, thấy không? Đó là tất cả những gì mà Trúc Chương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị trong cái new listing tại thành phố Phàm Valley này, với giá bán là 1.699.800, nhà rộng khoảng 2.200 square feet, cái lot size khoảng 7.200 square feet, xây năm 1965, có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, quý vị master không à quý vị ơi, chỉ có một phòng là không có phải là master thôi, mà hoàn toàn upgrade rồi. Có một phòng ở trên lầu thôi, tất cả ba phòng ngủ kia đều ở dưới lầu nha quý vị. Cái bếp upgrade rất là đẹp luôn, hoàn toàn mới, chỉ dọn vô và làm màn là mình ở thôi nha quý vị. Mà gần ngay cái khu Lido Sài Gòn, chạy có 5 phút à, 5-7 phút ra Phước Lộc Thọ rồi quý vị. Gần chợ Việt Nam, gần My Square Park, gần bệnh viện Irvine của Phàm Valley, gần phía quê 405 nữa, nhà thờ chùa chiền thì gần xịt ở đây, trường học tới 9-10 lần quý vị nha, những trường từ tiểu học, trung học gì đều trường tốt hết. Nếu như mà quý vị có nhu cầu thì cứ liên lạc với Trúc Chương và Thông Trần để đi xem căn nhà này tại 714-717-3691 nha quý vị. Hay hoặc quý vị không muốn căn nhà này lớn quá hay hoặc nhỏ quá thì chúng tôi cũng có thể giúp đỡ quý vị tìm những căn khác các trong những các thành phố khác nha quý vị. Chúng tôi là Real Estate Brokers, làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Có nhu cầu cứ liên lạc với Trúc Chương và Thông Trần 24/24, 7 ngày một tuần nha quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị và nhớ là Trúc Chương và Thông Trần lúc nào cũng list nhà với lệ phí thấp và định giá nhà miễn phí. Và cái kênh YouTube Tâm Sự Địa Ốc này, quý vị có thể vào để tìm hiểu thêm tình hình địa ốc hiện tại nè. Quý vị lần đầu tiên mua nhà, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ quý vị. Và những cái listing mới Trúc Chương và Thông Trần đều gửi đến trong cái kênh YouTube này mỗi tuần. Thậm chí trong cái trang Facebook Thông Trần và Trúc Chương sẽ đi livestream open house hàng tuần cho quý vị nữa. Cứ ủng hộ chúng tôi tại 714-717-3691 và kênh YouTube Tâm Sự Địa Ốc. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn.